Hello các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trôi Qua Việt Nam. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua thị trường một chút xíu và chúng sẽ đưa ra quyết định là hold tiếp hay là dừng lại nhé. Vì đây là thời điểm khá là khó chịu, thực sự khó chịu. Ngay cả tài khoản của mình và tài khoản các bạn đều đang bị lỗ đúng không nào? Rất là nhiều anh em đang đánh future và margin thì chắc là đang gồng và có thể nguy cơ cháy rất là cao. Thì ngày hôm trước mình đã làm một cái video và chia sẻ cho anh em những cái thông tin liên quan sắp tới nó sẽ ảnh hưởng thị trường, nhất là cái thông tin của FOMC họp với Fed ha. Thì khi mà ra cái điều luật liên quan đến nâng lãi suất thì mình nghĩ rằng là nó sẽ làm thị trường chao đảo và có xu hướng sẽ là giảm. Nhưng ngày hôm nay thì thị trường đã giảm và kéo Bitcoin xuống cái vùng dưới 38.000 rồi, vùng 38.000 rồi. Bitcoin đã thủng cái vùng 40.000. Và Bitcoin Dominate thì cũng đang test lại vùng 40%. Và bên cạnh đấy thì các cái đồng altcoin, ngay cả top coin đều đang giảm rất mạnh. Thì chúng ta nhìn thấy được cái sự khủng hoảng của đoạn này. Và rất là nhiều anh em đã thoát khỏi thị trường và cũng rất nhiều anh em đang mua thêm hàng vào. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích một cái góc nhìn cá nhân đấy. Mình sẽ chia sẻ video này dựa trên góc nhìn cá nhân thôi. Còn nếu như các bạn có góc nhìn khác hay có những quyết định khác thì đó tùy thuộc các bạn. Tất cả những ý kiến và chia sẻ của mình trong video đều mang tính chất là cá nhân của mình mà thôi. Nếu các bạn cảm thấy nó ý nghĩa và có ích thì hãy có thể làm theo. Còn nếu không thì hãy xem như đây là một ý kiến trái chiều mà thôi nhé. Rồi ok. Rạng sáng nay thì thông tin về Ngân hàng Trung ương Nga thì đưa ra cái đề xuất là cấm sử dụng và đào tiền mã hóa. Thì sắp tới thì Nga sẽ ra mắt cái đồng rúp kỹ thuật số và khả năng sẽ giống như Trung Quốc. Trung Quốc trước đó thì cũng đã ra cái quyết định là cấm crypto, sau đấy nó lại ra mắt cái đồng nhân dân tệ về kỹ thuật số. Thì cái tin này ra rất là đúng lúc và ra làm cho thị trường nó hợp pháp cho cái việc là giá giảm. Mình nhìn thấy đây có thể là một cái cách mà người ta đang điều phối thông tin và dùng thông tin để tấn công trong cái tâm lý của những nhà holder. Thì xét trên một cái góc độ về ngắn hạn, trong một góc độ ngắn hạn nhé, thì chúng ta thấy cái chart và tất cả mọi thứ đều rất là xấu và rất là ít người có thể dám mua hàng đoạn này. Và đa phần thì các bạn sẽ bị cháy hoặc là gồng lỗ hoặc là cắt nó đi. Một số bạn thì đã cắt out, chứ mình không thấy nhiều người dám sẵn sàng mua ở thời điểm khó khăn và khó chịu này. Nhưng mà nếu như nhìn một góc độ dài hạn hơn, tí nữa chúng ta sẽ cùng nhìn qua trong một năm 2021 chúng ta đã nhìn thấy được những cái sự kiện nào. Và với những sự kiện đấy thì mình đánh giá rằng là trong năm 2022 cái việc mà thị trường bùng nổ đó là chuyện tất nhiên nó phải xảy ra. Và mình dự đoán của mình đó chính là năm 2022 Bitcoin nó vẫn sẽ vượt trên 100.000. Có thể đầu năm nó sẽ không được đẹp lắm, nhưng mà giữa năm và cuối năm có thể đạt được điều này. Bên cạnh đấy thì với việc là tốc độ tăng trưởng của thị trường crypto cũng như là cái việc công nghệ crypto đang càng phát triển lên, thì mình nghĩ rằng là sắp tới tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái điểm chói sáng, điểm vượt bậc của cái thị trường này. Chúng ta sẽ không cần đơn giản nhìn vào giá mà chúng ta nhìn vào giá trị của cái thị trường này. Nên mình có chia sẻ khá nhiều trong các cái video cũng như buổi live của mình, thì mình vẫn mong muốn anh em là tập trung đầu tư vào nền tảng. Thì cho dù những cái đồng nền tảng các bạn có mua hơi cao một tí, nhưng mà theo chiều dài thời gian thì chúng ta vẫn sẽ có lái hoặc là hòa, thì chúng ta sẽ không đu đỉnh. Còn những cái đồng mà ví dụ các bạn chơi meme hoặc là chơi một số đồng quay cỏ hoặc là những dự án mà gọi là chỉ theo trend thôi, thì cái để mà nó về bờ được thì gần như là sẽ là không thể. Ok, mình hy vọng đó là cái ý tốt của mình mà các bạn đều nhìn thấy và nó sẽ có giá trị trong thời gian chiều dài. Còn ngắn hạn tất nhiên là chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ ràng được, đúng không nào? Rồi, thì như cái phân tích ở video trước của Thiện á, thì Bitcoin hiện tại đang có cái xu hướng đi cùng với cái hướng giá của các chỉ số của chứng khoán Mỹ. Ví dụ như chỉ số S&P 500 hay là chỉ số Nasdaq, thì hiện tại thì ngày hôm 19 tháng 1 á, thì Nasdaq đã giảm vào 1%. Còn hôm qua nó giảm thêm 1,3%, còn hôm nay chắc là giảm nữa. Thì có lẽ điều này cũng đã ảnh hưởng một phần nào đấy tới giá của Bitcoin sau cái tin của Nga nó kéo xuống hẳn một cây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại thị trường một tí nhé. Sau đấy cuối video mình sẽ cùng anh em sẽ quyết định xem chúng ta sẽ hold ở dạng nào và bán ở dạng nào đi nhé. Thì cái phần thứ hai này của mình sẽ làm sẽ là cái phần mà những bước tiến ở trong cái thị trường crypto trong năm 2021. Mình sẽ điểm lại một số thông tin mà trong cái năm đấy trong năm qua chúng ta đã biết và có thể là các bạn bỏ qua. Trong năm 2021 ấy, thì khi chúng ta đưa một góc nhìn mở rộng ra thì chúng ta thấy là crypto đã và đang nhận được rất là nhiều cái nguồn lực phát triển, bao gồm là dòng tiền này, pháp lý này và sự tham gia các tổ chức lớn. Ok, chúng ta nói về pháp lý trước nhé. Thì vào ngày 15 tháng 11
giờ Mỹ thì đã được phê duyệt là dự luật đầu tư hạ tầng và việc làm trị giá là 1.000 tỷ đô la. Trong đó thì có điều khoản đánh thuế về tiền mã hóa. Khi mà chính phủ Mỹ đánh thuế về tiền mã hóa thì nó bắt đầu đưa nó vào khuôn khổ và đưa vào pháp luật. Ok ha? Điều đó có nghĩa là bộ luật về quản lý tiền mã hóa tại Mỹ sẽ sớm được đề xuất và thực thi. Thì điều này nó gần như đã bắt đầu hợp pháp hóa cho cái việc là crypto, những tiền mã hóa crypto nó sẽ giống như một cổ phiếu các bạn ạ. Chúng ta có các cái công ty giống như là Apple hay là Microsoft đúng không? Họ thì có những cái cổ phiếu. Thì ở trong các cái dự án chúng ta đầu tư ở trong crypto thì những cái token hay những cái đồng coin của chúng ta nó sẽ cũng giống như là những cổ phiếu như vậy. Thì họ sẽ bắt đầu đưa những cái dự luật để mà đưa cái crypto vào trong pháp luật. Ok ha? Thì mình nghĩ đó là một cái điều tốt và một cái điều sẽ đưa cho thị trường crypto chúng ta đưa về đi giống như thị trường chứng khoán hay thị trường vàng, nó sẽ bắt đầu ổn định và nó sẽ được mở rộng về theo chiều lớn thời gian ha. Chiều rộng thời gian. Rồi, các quốc gia chấp nhận Bitcoin thanh toán thì ví dụ như là El Salvador này, đây là một cái quốc gia đầu tiên ha. Bên cạnh đó thì có hai nền kinh tế lớn ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản thì cũng bắt đầu thu thuế từ năm 2021-2022. Thì đây cũng là một bước tiến rất là hay cho cái thị trường crypto. Nếu anh em nào mà theo sát thị trường crypto từ năm 2016-2017-2018 thì thấy là ngày xưa thật sự nó chỉ là một money game cực kỳ lừa đảo luôn. Bây giờ thì bắt đầu nó đã ổn định và tốt hơn rồi. Thì nó vẫn mang được một cái giá trị đầu tư chiều dài các bạn ạ. Rồi ok, một thông tin nữa chính là Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC trong năm 2021 thì đã chấp thuận các cái quỹ Bitcoin ETF. Cái quỹ Bitcoin ETF này là đầu tiên tại Mỹ là của ProShares thì được xác nhận mà sẽ niêm yết sàn chứng khoán New York vào ngày là 19 tháng 10 năm 2021 thì cái đã được niêm yết rồi ha. Thì đây được đánh giá là một bước tiến quan trọng nhất của crypto với cái nền tài chính Hoa Kỳ. Khi mà cái Bitcoin ETF này được list ở trên cái sàn chứng khoán New York thì các bạn hiểu đơn giản là cái tầm vóc nó không còn chỉ đơn giản là một cái cuộc chơi của crypto nữa mà nó có sự liên kết rồi. Và giống như một cổ phiếu đơn thuần mà khi mà được list lên sàn chứng khoán New York thì nó được khẳng định đây là một công ty đã được kiểm định, kiểm duyệt và sẵn sàng có thể được đầu tư vào, là một cơ hội. Ok ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp theo là nghiên cứu về cái dòng tiền của năm 2021. Thì năm 2021 thì có tổng là 1.300 dự án crypto được rót vốn vào. Số lượng tiền mà các quỹ đầu tư vào các cái dự án lên tận là 30 tỷ đô và gấp 4 lần so với năm 2018. Và càng về cuối năm thì số tiền đổ vào càng lớn. Tính riêng quý 4 của năm 2021 thì có tận là 12 tỷ đô được quy động vào. Trong số các cái quỹ đầu tư thì đi đầu chính là cái quỹ A16Z thì với hơn là 56 dự án, xếp kế tiếp là Spanta và Polychain. Thì về cuối năm thì thị trường càng ngày càng sôi động. Số liệu cho thấy là tháng 11 năm 2021 thì số vốn đầu tư vào các cái dự án cán mốc là 5 tỷ đô, gấp 10 lần so với đợt tháng 2. Thì hồi tháng 2 thì khi đấy thì thứ nhất là thị trường nó mới chớm nở tăng thôi. Thì người ta đầu tư các cái dự án thì gọi vốn khoảng tầm 1, 2, 3 triệu là nghe rất là ghê gớm rồi. Nhưng mà càng về cuối năm các bạn thấy các cái dự án bắt đầu gọi từ mấy chục triệu đô, có những dự án gọi cả trăm triệu đô. Thì nó thể hiện cho một cái điều đó chính là mấy anh lớn bắt đầu ngó tiền vào và những cái dự án thật sự bây giờ nó đang bắt đầu mở rộng và tầm cỡ. Nó đánh giá cái dự án như là đánh giá cái dự án nó là giá trị cao rất là nhiều so với cách đây là 1 tới 2 năm trước. Chúng ta sẽ xét trên cái vấn đề là sự tham gia của các tổ chức lớn nhé. Thì với sự xuất hiện của xu hướng blockchain, là gaming, metaverse, rồi thị trường crypto thì đã hút được rất là nhiều công ty truyền thống tham gia vào đầu tư vào. Thì có thể kể tới như là sự kiện đình đám, ví dụ như là Facebook đổi tên thành Meta này và chi 10 tỷ đô đầu tư vào metaverse. Rồi Adidas, Coca-Cola, Pepsi, Audi rồi đều đã ra mắt cái bộ sưu tập NFT của mình. Đây cũng là một cái điểm nhấn cho cái sự thành công của crypto năm 2021. Rồi Facebook và Twitter thì đều đang thông qua cái việc là cho phép người dùng tạo NFT dưới dạng hình ảnh này. Mới đây thì Mastercard thì cũng đã phối hợp với NFT để mang lại NFT tới gần với người tiêu dùng hơn nữa. Khách hàng có thể mua NFT bằng thẻ Mastercard thông qua chợ NFT của Coinbase. Còn xét đến cái số lượng holder nhé, thì năm 2021 thì thị trường crypto đã thu hút được và xây dựng được một số lượng user. Ví dụ như là nền tảng Ethereum thì tính tới ngày 17 tháng 1 đó, số lượng ví Ethereum đã đạt cái mốc ATH mới tận là 68 triệu ví. Và những số ví này đều là những số ví có số dư hơn không nhé.
Rồi, kết luận thì mặc dù là thị trường khá là xấu, tuy nhiên thì nếu như mà nhìn về cái tốc độ phát triển về công nghệ và cái độ mở rộng của thị trường á, thì mình tin chắc là những anh em mà đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ có lãi trong năm 2022. Vậy cho nên với một cái lời khuyên đứng một vị trí của như mình thì mình sẽ có một lời khuyên đơn giản như sau: nếu như anh em mà đánh theo trend hoặc là đánh ngắn hạn thì các bạn có thể cân nhắc có thể cắt lỗ hoặc là các bạn có thể cắt cắt out bây giờ, vì tính ra từ đầu năm tới giờ các bạn vẫn còn đang lãi nhé, chưa hề lỗ. Còn nếu như mà các bạn tính đầu tư dài hạn thì mình nghĩ chúng ta nên kiên nhẫn, vì đây sẽ là có thể là một cơ hội, một cái cơ hội cho chúng ta bứt phá thêm một lần nữa, tăng trưởng lên, hoặc có thể đen lắm nữa, đen lắm luôn thì có nghĩa là nó sụt xuống một đoạn nữa, các bạn có thể bị chia hai hoặc chia ba. Nhưng mà tin mình đi, trong năm nay nó sẽ hồi phục lại rất nhanh, chứ sẽ không giống như các năm 27, 28, 29 nó đi 1, 2, 3 năm mới tăng. Vì cái chu kỳ kiểu bây giờ nó sẽ không còn cái thế để mà nó đi giá rất sâu nữa. Các bạn đều nhìn thấy các công ty lớn đổ tiền vào đúng không? Chính phủ cũng bắt đầu hợp pháp hóa cho nó đường đi và tất cả mở rộng nó ra. Bây giờ nếu như nó đi xuống sâu á thì rất là nhiều người nhảy vào mua giá thấp và nó sẽ không có lực đẩy lên. Cho nên là bây giờ nó chỉ có thể là giật nhanh chóng rồi sau đó bay lên lại trước khi được hợp pháp hóa. Cho nên là mình nghĩ trong năm 2022 và 2023 thì sẽ không có những cái chu kỳ giảm rất sâu và đi rất lâu nữa, mà cứ lắm nó chỉ giảm trong vòng 2 3 tháng hoặc là 3 4 tháng là tối đa, nó sẽ nhanh chóng kéo lại và hồi phục tăng rất là nhanh. Bên cạnh đấy thì xét trên cái tổng vốn hóa của thị trường thì mình đã nói rất là nhiều lần trong các video rồi. Nhưng mà tổng vốn hóa của thị trường crypto nó hiện tại còn nhỏ hơn cả tổng vốn hóa của một công ty. Ví dụ như công ty vốn hóa của công ty của Apple đã hơn 3.000 tỷ. 3.000 tỷ đô. Còn tổng cả cái thị trường crypto nó mới bé, hiện tại vẫn chưa đạt 20 à, chưa đạt 2.000 tỷ. Chứng tỏ rằng là cái khả năng tiềm trưởng, tiềm năng của cái thị trường của chúng ta rất là mạnh, rất là lớn nhé. À, để mà đạt được cái tối đa về tương lai dài và các bạn tối đa hóa lợi nhuận và cũng như là thành công trong vấn đề đầu tư dài hạn, thì mình nghĩ là các bạn nên thiên về những cái dự án, những đồng coin có giá trị cho thị trường và tập trung đầu tư về dài hạn. Còn nếu đánh theo sóng và theo trend thì các bạn nên cân nhắc, có thể các bạn nên cắt out. Ok ha? Đó là những cái chia sẻ của mình trong thời điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút xíu về thị trường nhé, và chúng ta nên làm gì nếu như bạn hold dài hạn. Chúng ta sẽ nhìn vào coin Gecko một chút xíu. Bitcoin thì hiện tại đang là 38.900 và trong 7 ngày qua nó giảm tầm là 8,8%, kéo theo Ethereum cũng đang tụt về là 2.800 đô. Đây là một cái mức giá rất đẹp đối với Ethereum mình đánh giá. Thì nếu anh em nào có thể còn vốn thì có thể bắt đầu DCA của Ethereum được rồi. Rồi BNB cũng giảm rất là ác. Cách đây mấy ngày nó đã gần 500 đô, hiện tại nó tụt xuống bây giờ còn có 428 đô và đang giảm 10%. Rồi ADA thì mấy ngày gần đây cũng không giảm mạnh lắm. Từ loanh quanh trong 7 ngày gần đây thì nó vẫn ở duy trì toàn nằm 1,213. Có thể đây là một cái điểm tích lũy của cái con ADA ha. Nếu bạn nào yêu thích cái đồng ADA này. Solana thì trước đó mình đã làm video và phân tích cho anh em xem chart rồi. Thì cái điểm mua của con Solana mình có bữa đó nói các bạn là mua 119 cho đến tận là khoảng tầm 91 đến 81 đô đúng không? Các bạn có thể cân nhắc mua lại Solana ha. Rồi Terra cũng tăng rất là mạnh rồi, mình sẽ không khuyên các bạn mua những đồng Terra vì Terra tăng rất mạnh rồi. Polkadot đang ở vị thế mua, mình tin là sau khi đấu giá xong thì nó cũng sẽ được bơm. Và trong đầu năm của dừa dừa từ quý 2 đến quý 3 mình nghĩ khả năng con được bơm khá là ác, đó chính là con Polkadot. Hiện tại đốt đang ở nằm ở giá là 22,35 đô và đã giảm trong 7 ngày là tận 13,8 đô, 13,8%. Rồi Avalon cũng đang giảm. À, còn một số đồng như là Commos hay là Atom trước khi tăng rất là mạnh bây giờ nó đang điều chỉnh lại. Rồi Near thì đang tụt về cái giá khá là khủng, vì rất nhiều anh em thắng lớn Near từ lúc nó giật đến 20 đô và chốt nó rồi, hiện tại tụt về tận là 14,51 đô, giảm cực kỳ khủng, 26,2%. Tổng quan lại thì thị trường của chúng ta đều đang giảm, giảm đỏ lửa. Bitcoin giảm cứ 1% thì các em khác nó giảm gấp đôi, 2-3%. Thì chứng tỏ rằng là người ta đang bắt đầu thoát vốn khỏi thị trường rất là nhiều, và cái việc thoát vốn này nó cũng làm cho thị trường chao đảo. Nhưng đối với mình, một cái người đầu tư về dài hạn như mình nhé, mình là thuộc thiên về đầu tư dài hạn, thì mình xem đây là một cơ hội, có thể là mình sẽ DCA. Nói trước là khi mà DCA thì sẽ chấp nhận trong thời điểm lỗ, ví dụ như năm 2018, 2019 Ethereum có nằm cứ từ 100 đô đến 200 đô, 300 đô. Thì có những thời điểm mà mình mua giá này thì nó tụt xuống lại thì mình sẽ bị lỗ đúng không nào. Nhưng mà chúng ta kiên nhẫn theo thời gian dài thì chúng ta sẽ lãi. Thì mỗi người có một cách chơi khác nhau, cho nên nếu như bạn nào mà đánh theo cách phong cách là đầu tư dài hạn thì các bạn hoàn toàn có thể đi DCA và mua thêm. Còn nếu bạn mới lướt sóng hay đánh theo trend thì hãy cân nhắc nhé. Vì mình có nói rồi, ngày 27 tháng 1 khi mà nó ra tin, khả năng nó sẽ là một cây khá là đỏ đấy.
Đó là mình phân tích qua về cái CoinGecko. Bây giờ chúng ta xem chart một chút xíu nhé. Thì trên cái chart mình vẽ Fibo thoái lui á, thì hiện tại Bitcoin đang về cái vùng là 38.700, đúng cái điểm về Fibo mình vẽ trước đó. Trước đó khi lúc mà Bit loanh quanh từ vùng 41, 42 mình nói rồi, điểm sâu nhất nó về khoảng tầm vùng 38 đến 39 đúng không ạ? Đấy là chính điểm này này. Hiện tại nó đang rớt về cái vùng Fibo của mình nói. Và mình vẫn hy vọng nó sẽ được hồi phục sớm. Thì cái điểm hồi phục của mình cũng như rất nhiều anh em đang vẽ trên chart thì đó chính là từ bắt đầu từ 48 đến 51 ngàn. Đây là một cái khoảng tăng sau cái điểm hồi phục. Thì mình vẫn đang chờ cái điểm này và hy vọng nó sẽ tăng lại trước khi cái ngày 27 tháng 1 để có thể một số anh em còn lại sẽ cut out ra hàng và để tránh cái trường hợp là các bạn bị đu và bị lỗ ha. Thì đó là mong muốn của mình thôi. Bên cạnh đấy thì thời điểm hiện tại đây thì nó kéo theo rất là nhiều đồng coin giảm được cái vị thế mua cực kỳ tốt. Nếu bạn nào thích về hold ấy và thích những đồng coin tốt thì các bạn tập trung những cái dạng nào cực kỳ ngon mà ok để mua nhé. Còn nãy mình có nó chia sẻ là nếu các bạn cần cut out và cắt đi hoặc là chốt lỗ hoặc là chốt lái một số đồng coin thì khuyên các bạn là những cái dạng nào, thứ nhất là các cái dạng game game play to earn mà nó hết hot rồi, và thứ hai là người chơi đã ít rồi, các bạn không cần phải chờ đợi nó hồi phục đâu, cắt nó đi vì khả năng nó sẽ còn giảm nữa. Và tiếp theo là các cái dạng không còn hot, các hàng dạng không còn hot trước đó mình có làm khá là nhiều dạng ha. Thì các bạn có thể nghiên cứu những cái dạng mà không còn hot. Ví dụ hiện tại các cái dạng hot thì chỉ có thứ nhất là nền tảng này, thứ hai là trụ cột của nền tảng này, thứ ba là các cái dạng về NFT, Metaverse, rồi là mảng game hiện tại đang hết hot này, chỉ có mảng game mà các cái game đình đám thôi. Thì mấy cái mảng này là vẫn đang còn ok, rồi coi sàn là ok. Còn lại mấy cái mảng khác mình không liệt kê ra thì các bạn có thể cân nhắc cắt nó đi. Và những cái con nào thuộc cái dạng low cap hay những con coi nhỏ hoặc là những con mà đã đi bạn giá rất là lâu rồi, hiện tại bạn đang chia hai. Nhân nhớ là cái con bạn đang chia hai thì những con khác cũng đang chia hai. Các bạn có thể cắt cái con bạn đang chia hai chia ba và đi mua lại một cái con chia hai chia ba khác, nhưng mà nó đang là cái con mà đúng trend hơn, tốt hơn, thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái thời điểm sắp tới khi nó tăng trở lại thì chúng ta sẽ có cái khoản lời tốt hơn. Đồng ý không? Các bạn hiểu mình không ạ? Nên không cần phải quá chày cối về cái đồng coin mà hiện tại nó hết hy vọng. Nhớ nhé, chúng ta đang rất là nhiều đồng coin tốt. Nếu các bạn mở danh sách về các đồng coin về nền tảng này, các đồng coin về sàn này, các đồng coin về dự án mà đang hot, đang mới nhất là những dự án mới, thì chúng ta đều nhìn thấy được trong năm 2021 thì đa phần những cái dự án cũ ít khi được bơm, và đa phần tiền dòng tiền đổ về trực tiếp về những dự án mới, đúng không nào? Thế là nếu như mà được thì các bạn, nếu mà đang ôm những cái đồng dự án cũ và thấy sự tăng trưởng nó quá tệ và đang bị lỗ thì các bạn hoàn toàn có thể cắt nó đi và mua sang một cái dự án mới hiện tại đang bị đì giá và giảm giá, thì các bạn sẽ chuyển sang mua những đồng đấy thì nó sẽ có khả năng phục hồi và tăng trưởng tốt lên. Đó là cái lời khuyên của mình. Còn nếu như mà các bạn yêu thích về đánh future mà margin ấy, thì các bạn phải thật sự quản lý vốn thật chắc và không nên quên cái stop loss ha. Vì thời điểm sắp tới khá là thời điểm nó sẽ giật lên giật xuống rất là nhanh, và nhớ là ăn nhỏ thì chạy đi ha, đừng có tham ăn lớn, vì khả năng ăn lớn sẽ là ăn cái khác đấy, không phải là ăn tiền đâu. Rồi ok ha, đó là lời chia sẻ của mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trade Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vài video khác. Thật sự là dạo gần đây mình khá là bí ý tưởng rồi, nên các bạn có những cái gì hay có thể comment ở dưới video giúp mình nhá, thì chúng ta sẽ làm một cái video hay hơn. Rồi ok, chào các bạn.